Hello, xin chào các bạn. Đây là video clip thứ 24 và nối tiếp video clip thứ 23 lần trước nói về ba động từ modal verben sollen, müssen và dürfen. Thì trong video clip này mình sẽ nói về động từ können, wollen và möchten. Ba động từ này thì nó thực sự là không khó bởi vì nghĩa của nó cũng rất là giống trong ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta. Cho nên là khi mà các bạn học nó thì dường như là nó không có nhiều khó khăn như là những động từ sollen ở cái clip mà mình đã nói ở lần trước. Tuy nhiên thì mình cũng vẫn muốn làm cho hoàn thiện phần này. Vì thế hôm nay mình sẽ trình bày với các bạn kỹ hơn về ba modal verb này nhé. Trước hết thì mình sẽ nói về động từ können. Như chúng ta đã biết thì động từ können có nghĩa là có thể. Và trong cái chữ có thể này thì nó mang một số cái sắc thái khác nhau nếu như mà chúng ta phân tích nó kỹ hơn. Đầu tiên thì mình sẽ xin nói về cái bảng chia động từ, bởi vì có thể có những bạn ở đây chưa học với động từ können nên mình sẽ nói về bảng chia động từ trước nhé. Lần như lần trước là mình đã nói là với các modal verb thì bạn phải nhớ một cái quy tắc là đối với ngôi ich và ngôi ers là chia giống nhau và nó sẽ có biến âm ở phần gốc động từ, bởi vì đây là một động từ bất quy tắc. Động từ können ở infinitive thì chúng ta sẽ có bảng chia như sau: ich kann, du kannst, ers kann, wir können, ihr könnt, sie können. Các bạn nhớ nhé, ich và ers chia giống nhau, tức là các bạn đừng bao giờ viết chữ t vào sau từ kann ở ngôi ers nha. Cái lỗi này các bạn hay gặp lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân tích sâu hơn cách dùng, cách sử dụng của động từ können. Thứ nhất là các bạn sử dụng động từ können khi nói về năng lực của một người nào đó, một người nào đó sở hữu một cái năng lực như thế nào. Mình lấy ví dụ nấu ăn, hay bơi lội, hay đan lát, hay vẽ, đấy là những năng lực mà chúng ta sở hữu. Thì có người làm rất tốt và có những người là làm chưa được tốt lắm, hoặc là không có những cái năng khiếu để mà làm những cái này tốt. Ví dụ như các bạn muốn nói là mẹ của mình nấu ăn rất là ngon, như vậy là đó là một cái năng lực của mẹ, một cái khả năng của mẹ, thì chúng ta sẽ sử dụng động từ können. Meine Mutter kann sehr gut kochen. Meine Mutter kann sehr gut kochen. Còn nếu như ai đó không có một cái khả năng làm việc gì đó thì chúng ta chỉ cần thêm từ nicht thôi. Ví dụ như mình không biết bơi, mình sẽ nói là ich kann nicht schwimmen. Ich kann nicht schwimmen. Hoặc là Maria không biết vẽ, chúng ta có thể nói là gì? Maria kann nicht malen. Nếu như các bạn muốn nói là không thể vẽ tốt lắm hoặc là không thể bơi tốt lắm thì các bạn có thể thêm từ nicht so gut. Maria kann nicht so gut malen. Ich kann nicht so gut schwimmen. Trường hợp thứ hai mà các bạn sử dụng động từ können đó chính là khi mà các bạn muốn nói về một cái cơ hội hoặc một cái dịp thuận lợi để làm một cái việc gì đó. Ví dụ, du kannst jetzt zum Chef gehen. Er hat jetzt Zeit. Du kannst jetzt zum Chef gehen. Er hat jetzt Zeit. Bạn có thể tới gặp sếp bây giờ, ông ấy đang có thời gian đấy. Tức là đây là một cái dịp, một cái cơ hội cho bạn làm việc này thì bạn có thể sử dụng động từ können. Cái thứ ba mà chúng ta sử dụng động từ können đó chính là khi mà các bạn muốn nói đến một cái sự cho phép. Ví dụ, một người mẹ có thể nói với con là du kannst heute ins Kino gehen, wenn du die Hausaufgaben fertig machst. Con có thể đi xem phim hôm nay nếu như mà con đã làm xong bài tập. Thì cái động từ kann, tức là động từ können ở đây, chúng ta cũng hiểu với hàm ý là cho phép. Và chức năng thứ ba của động từ können đó là sự cầu khiến một cách lịch sự. Có nghĩa là khi bạn nhờ ai đó làm một việc gì cho mình, thì ngoài mẫu câu mệnh lệnh thức imperative, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng động từ können. Khi mà bạn muốn nhờ ai làm một việc gì đó cho mình, thì ngoài câu imperative, câu mệnh lệnh thức, các bạn có thể sử dụng câu với động từ können. Và câu với động từ können thì nó sẽ có cái sắc thái thân thiện và lịch sự hơn một chút xíu. Ví dụ như bạn muốn nhờ ai đó làm giúp cho mình một việc gì thì bạn có thể nói là können Sie bitte hoặc là kannst du bitte. Ví dụ như bạn nhờ bạn của bạn đóng cho bạn cánh cửa chẳng hạn vì bạn cảm thấy hơi lạnh thì bạn có thể nói là kannst du bitte die Tür zumachen. Kannst du bitte die Tür zumachen. Hoặc đối với ngôi gì thì chúng ta có thể nói là können Sie mir bitte dieses Wort erklären. Können Sie mir bitte das Wort erklären? Ngài có thể giải thích cho tôi cái từ này được không ạ? Tôi không hiểu.
Thỉnh thoảng thì các bạn sẽ nhìn thấy động từ können dùng với cái mục đích này, nhưng mà họ lại ghi là könnten, könnten Sie bitte, hoặc là könntest du bitte. Thì đây chính là cái thể giả định hai, conjunctive zwei của động từ können, và được sử dụng với mục đích là cầu khiến nhưng rất lịch sự. Nếu như bạn muốn thể hiện một cái sự lịch sự hơn nữa thì các bạn có thể sử dụng động từ können chia conjunctive zwei, và các bạn chỉ cần nhớ với trình độ A1, các bạn chỉ cần nhớ là könnten Sie bitte hoặc là könntest du bitte, tùy theo ngôi Sie hay ngôi du mà các bạn sử dụng. Ví dụ cũng là câu trên nhưng mình sử dụng động từ können ở conjunctive zwei thì nó sẽ là như thế này: Könntest du bitte die Tür zumachen? Könntest du bitte die Tür zumachen? Bạn có thể làm ơn đóng giùm cái cửa được không? Hoặc là Könnten Sie mir bitte das Wort erklären? Könnten Sie mir bitte das Wort erklären? Ngài có thể làm ơn giải thích dùm cho tôi cái từ này được không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang động từ wollen. Wollen có nghĩa là muốn. Khi mà chúng ta dịch sang tiếng Việt thì wollen và möchten đều có nghĩa là muốn, đúng không? Nhưng mà nó khác nhau cái gì các bạn có biết không? Hãy tiếp tục ngồi xem và chúng ta sẽ biết là nó khác nhau cái gì nhé. Thứ nhất là động từ wollen. Nó thể hiện một cái ý muốn nhưng nó là một cái ý định và là một cái kế hoạch. Thông thường thì nó sẽ sử dụng cho những cái thứ mà các bạn dự định làm trong tương lai và các bạn cần có một cái sự chuẩn bị, chứ không phải là bất chợt mà các bạn làm được. Ví dụ như ý định đi du học Đức, ý định đi học nghề tại Đức, hay là sang Đức để sinh sống và làm việc, hay đi tới nước ngoài. Tất cả những cái đó nó phải là một cái ý định, một cái kế hoạch và được sắp đặt trong tương lai. Các bạn phải có sự chuẩn bị từ bây giờ. Khi đó thì người ta sẽ thường sử dụng động từ wollen. Trước hết thì mình sẽ đưa cái bảng chia động từ wollen để cho các bạn mà chưa học tới động từ này cũng có thể nắm được là người ta chia động từ wollen như thế nào nhé. Ich will. Du willst. Er, sie, es will. Wir wollen. Ihr wollt. Sie wollen. Bởi vì khi mà chia là ngôi ich thì nó sẽ có dạng là ich will. Cho nên khi mà chúng ta mới học tiếng Đức thì rất là nhiều bạn bị nhầm. Có nghĩa là các bạn cứ nghĩ đây là từ sẽ trong giống như là từ I will trong tiếng Anh. Nhưng mà thực ra thì hoàn toàn không liên quan gì. À, cái này thì thực ra ngày xưa khi mà mình mới học tiếng Đức thì mình cũng bị nhầm cái lỗi này. Nghe các bạn nhớ nhé. Ich will trong tiếng Đức có nghĩa là tôi muốn, tôi dự định, chứ không phải là tôi sẽ như là trong tiếng Anh nhá. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ. Khi mà các bạn nói là tôi muốn đi du học ở Đức thì các bạn sẽ nói là Ich will in Deutschland studieren. Ich will in Deutschland studieren. Hoặc là tôi muốn đi đến nước ngoài. Ich will ins Ausland gehen. Ich will ins Ausland gehen. Er will Koch werden. Er will Koch werden. Anh ta muốn trở thành một người đầu bếp. Thì đây là mong muốn và dự định trong tương lai, cho nên chúng ta sẽ sử dụng là động từ will. Rồi cuối cùng là động từ möchten. Động từ möchten thì cũng có nghĩa là muốn, nhưng mà thông thường thì người ta sẽ sử dụng möchten để nói về những cái mong muốn tạm thời xuất phát tại thời điểm nói, chứ không phải là những cái dự định mà lâu dài hoặc là những cái kế hoạch mà các bạn quyết tâm thực hiện. Bởi vậy mà cái động từ wollen và động từ möchten nó có sự khác biệt ở đây. Khi mà các bạn muốn thể hiện cái ý chí quyết tâm của mình thì mình sẽ nên sử dụng động từ wollen. Và động từ möchten thì người ta sử dụng với một cái ý là cái thể thân thiện hơn của động từ wollen. Khi mà các bạn muốn nói là tôi muốn, ví dụ như tôi muốn mua một ký khoai tây thì các bạn sẽ nói là Ich möchte gern ein Kilo Kartoffeln. Ich möchte gern ein Kilo Kartoffeln. Chứ không phải là ich will ein Kilo Kartoffeln. Hoặc là trong nhà hàng khi các bạn đặt món thì các bạn sẽ sử dụng động từ möchten. Ich möchte gern einen Salat. Ich möchte gern einen Salat. Tôi muốn đặt món salad chứ không có nói là ich will einen Salat. Có một cái ngữ cảnh như thế này sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa động từ möchten và động từ wollen. Ví dụ như trong siêu thị, một người mẹ và một đứa trẻ con cùng đi chợ và đứa trẻ con đòi mua sô cô la, tức là đòi ăn sô cô la, thì đứa trẻ con sẽ nói đầu tiên là Mama,
Ich möchte gern Schokolade essen. Rồi người mẹ không đồng ý. Nein, ich kaufe dir heute keine Schokolade. Rồi đứa con bắt đầu nhõng nhẽo hơn. No, Mama, ich möchte gern Schokolade. Nhưng người mẹ vẫn kiên quyết nói là nein, keine Schokolade. Thì đứa con bắt đầu nổi điên lên và nó sẽ nói là gì? Aber ich will Schokolade, Mama. Thì như vậy các bạn sẽ thấy rõ là cuối cùng để thể hiện cái sự quyết liệt của mình thì đứa con sẽ sử dụng động từ wollen, phải không? Đó chính là sự khác biệt giữa động từ möchten và động từ wollen. Động từ möchten được chia như sau. Ich möchte. Du möchtest. Sie, es möchte. Wir möchten. Ihr möchtet. Sie möchten. Các bạn chú ý cách đọc của động từ này nhé, bởi vì các bạn có nhìn thấy chữ CH không? Nhiều bạn đọc là möchten hoặc là möchten thì đều là chưa đúng. Các bạn nhớ là chữ CH ở đây đứng sau âm ôm laut thì mình sẽ đọc là âm như là chữ ish. Vì thế mà khi các bạn phát âm thì nó sẽ là ich möchte chứ không phải là ich möchte. Đó. Động từ möchten còn một cái sắc thái nữa ngoài cái sự thể hiện mong muốn, đó chính là khi mà các bạn truyền đạt lại một cái nhiệm vụ, một cái việc mà người nào đó cần làm, bạn chuyển một cái lời nhắn. Mình sẽ lấy cái ví dụ như sau. Du möchtest bitte Frau Meier zurückrufen. Du möchtest bitte Frau Meier zurückrufen. Thì khi mà chúng ta nghe thoáng qua thì chúng ta lại nghĩ là ồ, bạn làm ơn muốn gọi điện thoại lại cho bà Meier. Thì câu như vậy các bạn có thấy nó kỳ cục không? Thế nhưng mà thực ra ở đây thì chúng ta cần phải hiểu khác đi. Có nghĩa là bạn nghe như vậy nhưng mà bạn phải hiểu là gì? Du solltest doch Frau Meier zurückrufen. Du solltest doch Frau Meier zurückrufen. Bạn cần phải gọi điện thoại lại cho bà Meier. Tức là hàm ý ở đây là bà ấy đã nhắn bạn là bạn cần gọi điện thoại lại cho bà ấy. Vì vậy mà các bạn chú ý nhá, không phải lúc nào động từ möchten cũng là muốn đâu. Đây là bài học của chúng ta về ba động từ modal verb này, đến đây là hết rồi. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn luôn theo dõi, động viên và lắng nghe trong những cái video của mình. Với cái video clip 24 này thì gần như là chúng ta đã hoàn thành những cái chủ điểm ngữ pháp quan trọng nhất của trình độ A1. Tất nhiên là không thể hết được, bởi vì các bạn biết là kiến thức rất là nhiều và với một cái thời lượng mười mấy phút như vậy thì không thể nào mà nói hết. Nhưng mà mình đã cố gắng chắt lọc và nói những cái gì quan trọng nhất, và theo kinh nghiệm giảng dạy của mình thì các bạn hay bị phạm lỗi nhất. Mình hy vọng là các bạn đã có thể hiểu rõ tiếng Đức hơn một chút và cảm thấy yêu ngôn ngữ này hơn, để mà cảm thấy cái con đường mình đang đi là một lựa chọn đúng đắn. Vielen Dank. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.